Kính thưa quý khán thính giả, đầu tháng 6 năm 2013, cử tri quận hạt Santa Clara đã bầu chọn hai ứng cử viên vào chung kết là bà Cindy Chavez và bà Teresa Alvarado trong tổng số 6 người tranh cử chức vụ giám sát viên khu vực 2 để thay thế ông Shirakawa đã bị vào tù về tội tham nhũng và gian lận. Có trên 20.000 người gốc Việt chiếm 26% là người gốc Á Châu Đông nhất hiện đang cư ngụ trong khu vực 2. Do đó, việc tiếp xúc với hai ứng cử viên này là cần thiết. Vì thế, liên đoàn cử tri đã tổ chức một buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên Chavez và Alvarado vào ngày 30 tháng 6 năm 2013 tại trung tâm văn hóa Việt Mỹ, thành phố San Jose. Buổi sinh hoạt được khai mạc vào lúc 3 giờ chiều với nghi thức chào cờ Mỹ Việt. Ông Lê Lộc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cử tri, giới thiệu thành phần quan khách tham dự gồm có: Luật sư Ngô Văn Tiệp, Chủ tịch Ban chấp hành Liên đoàn Cử tri; Luật sư Đỗ Doãn Quế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên đoàn Cử tri; Ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California; Cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Luật sư Nguyễn Tâm, vân vân, cùng một số truyền thông Bắc California và đồng hương. Buổi tranh luận được điều hợp bởi luật sư Tristan Phạm với các thành viên sau đây luật sư Teresa Thu Hương Nguyễn, luật sư Andy Lê, tiến sĩ Mỹ Phương Lê, Nghĩa Hữu Nguyễn MBA, Tina Thúy Hằng Phạm. Năm thành viên nói trên, mỗi người đặt hai câu hỏi và hai ứng cử viên lần lượt trả lời tối đa 2 phút cho mỗi câu hỏi. Tất cả đều được thông dịch viên là ông Tiên Quân chuyển sang Việt ngữ. Tại ý của các câu hỏi dành cho hai ứng cử viên gồm có làm thế nào để có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng người việt ứng cử viên là sẽ tranh đấu cho quyền lợi từ chủ sòng bài muốn thành lập tại đây hay là tranh đấu cho sự quan tâm về đạo đức từ các nguồn ảnh hưởng đó giải quyết như thế nào để duy trì hưu bổng và các dịch vụ cho công nhân viên chức chính phủ và địa phương bằng cách nào để hỗ trợ sự vận động nhân quyền cho việt nam về săn sóc y tế chương trình gì là quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên cùng với phương cách thực hiện làm thế nào để thực thi được kế hoạch ngân sách tốt nhất cho quận hạt trong khi ngân sách bị cắt giảm làm thế nào để điều chỉnh sao cho cân xứng về việc làm cho người Việt tại các ban ngành trong quận hạt. Bạn có kinh nghiệm gì về chính trị văn hóa và Việt Nam để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt? Bạn có ý định là sẽ thuê nhân viên là người Việt hay không? Mời quý vị xem chi tiết tại trang báo online vietvungvinh.com <laughs> Buổi sinh hoạt kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, Mỹ Lợi tường trình từ thành phố San Jose